Bà nào mà đoán được giá đôi dép này tôi gọi bằng cụ luôn. Một đôi dép sục sử dụng chất liệu EVA, chất liệu EVA. Bạn nào mà chưa biết EVA thì có thể search nha. Một chất liệu siêu nhẹ và thân thiện với môi trường. Cao 4cm, kèm cả bộ trên. Đến từ một nhà máy sản xuất dép. Đỡ thế nào được? Đú mà 1m65 thành 1m69. Bạn nào nấm lùn đi lên tăng 4 phân chiều cao này. Ở trong lòng dép có những cái vân như thế này. Thứ nhất tăng ma sát và thứ hai nữa massage chân. Có thêm những cái lỗ này. Da bò thượng tầng thoáng khí không có tuổi đối với đôi này. Một cái lỗ to đùng như này nhá. Cộng thêm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mấy chục cái lỗ này nữa. Tha hồ mà mát luôn. Cái cảm giác mình đi lên chân, lòng bàn chân mình nó thật lỏng, ở trong này lại còn êm nữa. Bước đi nó kiểu êm mà nó không quá cái kiểu là mềm nhũn đâu, mà nó vẫn có cái lực đàn hồi ngược lại. Cảm giác đi rất là sướng luôn. Thêm một điểm nữa là full EVA đúc cho nên là vệ sinh các kiểu dễ dàng, không bị kiểu mùi thối. EVA mà anh em có thể mặc được với cả quần short này, mặc với cả quần jean ống rộng phủ dày này, mặc với cả chân váy rất là xinh luôn, có cả size nam size nữ và đủ size luôn, cả size trẻ con nữa. Ở bên dưới này, phần bên dưới nhá, chống trơn trượt và có thêm cái hõm này. Khi mà mình đi nhá, nó sẽ có một cái khoảng để mình có thể gọi là khoảng hở ấy. Đó, mình dẫm vào thì nó sẽ lún, nó sẽ phản ngược lại lên trên, rất là êm luôn. Nói chung là với cái giá mà như mình đã chia sẻ là thì thật sự là quá rẻ so với những gì mình trải nghiệm được. Đấy, thiết kế rất là đẹp luôn, liền mạch từ đầu đến cuối, nhẹ nhá, bền nhá, xoay vặn các thứ thoải mái luôn. Bác nào thích thì tham khảo bên dưới, ở bên dưới này.